Hôm nay David sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn nhân viên cũng như là những người mới chơi về Bitcoin. Chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng quát về Bitcoin. Hiện tại thì có rất nhiều câu hỏi là làm thế nào để trade được coin, làm thế nào để mua được Bitcoin, làm thế nào để mua được Ether, rồi rất nhiều Ripple, rất nhiều các cái mảng để chúng ta có thể biết. Nhìn vào cái bảng tổng sắp của CoinMarketCap, nó có hàng nghìn coin như chúng ta đã biết. Thứ nhất là đứng đầu bảng là Bitcoin, thứ hai là Ether, thứ ba là Ripple, thứ tư là Bitcoin Cash. Và chúng ta nói rằng đánh coin, giao dịch coin, đầu tư coin không không chỉ là mua Bitcoin mà nó có rất nhiều coin khác nữa. Và chúng ta nhìn thấy có 2.208 coin và tổng cái số sàn đang được cấp nó là 18.642. Vốn hóa thị trường là 273 tỷ. Và chúng ta đang chờ cái sự bay giá rất là mạnh khi mà vốn hóa đạt 300 tỷ. Trước đây đã từng có cái thời mà Bitcoin tầm 7 đến 800 tỷ. Tức là lúc đó Bitcoin rơi vào 20.000 đô và trên 20.000 đô, sau đó sập xuống và cái số vốn hóa này dần dần cứ bốc hơi đi. Và nay thị trường năm 2019 được đánh giá là những cái thị trường rất là tốt. Chúng ta lại để ý ranking trong mục CoinMarketCap, có rất nhiều coin mới lên sàn, chúng ta để ý đúng không ạ? Recently added. Chúng ta nhìn thấy cách đây một ngày là có AIA với giá rất thấp 0.010513, rất nhiều các coin. Tỷ lệ tụt giảm và volume, tức là vốn hóa trong 24 giờ, có rất nhiều các cái mô hình để chúng ta xem. Nhưng mà đối với những cái người đầu tư thì chúng ta chưa nên tìm hiểu những coin lạ. Người ta thường nói đó là coin rác, hay là người ta nói rằng những cái coin ngoại lai như vậy để chúng ta không biết chọn như nào, thì chúng ta cần phải có kiến thức nâng cao, chúng ta mới có thể tiến hành đầu tư. Và lúc này chúng ta tập trung vào mua 3-4 cái coin chính mà thôi, đó là Bitcoin, Ether và Ripple, ví dụ như vậy. Những coin này thì chúng ta có thể đánh giá được nó lên rất là mạnh khi mà người ta đánh giá đó là vốn hóa thị trường quyết định bởi các coin người ta gọi là blue chip. Do vậy chúng ta mua những cái Bitcoin như này. Vậy thì ở Việt Nam, các cái cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung Quốc khiến cho rất nhiều các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Hàn Quốc chuyển sang Việt Nam, và một ngành dịch vụ, ngành công nghiệp, tiền điện tử nó cũng di rời sang. Và hôm nay David gửi cho mọi người một cái sàn gọi là sàn Bluebell. Bluebell.asia, chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem xét. Thế thì chúng ta cũng không cần phải mua Bitcoin ở đâu của những người quen hay là những người xa lạ, hoặc là những cái người ở trong cộng đồng mạng. Chúng ta không nên mua Bitcoin theo mô hình như vậy, mà chúng ta tập trung vào Bitcoin trên sàn Bluebell. Chúng ta chỉ cần có Vietcombank hoặc là Techcombank hoặc là một cái tài khoản ở ngân hàng bất kỳ là chúng ta có thể mua được. Chúng ta sẽ đăng ký ở Bluebell.asia để chúng ta lập một cái tài khoản. Và xin nói rằng cái tài khoản này rất là bảo mật, được công nghệ của người Nhật Bản, ông Miyachi, một trong những người sáng lập cho ra Nature Forex tại Việt Nam, cũng như là rất nhiều các cái sản phẩm đầu tư khác. Ông ta đã có công ty thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam trên 10 năm nay, và nay ông ta phát triển tiếp, và David cùng với các anh chị em trong công ty phát triển các hệ thống đại lý này. Chúng ta có thể tìm hiểu Korea, Japanese, Chinese, Indonesia rất nhiều, đúng không ạ? Và thị trường Việt Nam có, đúng không ạ? Sau khi chúng ta đăng nhập, chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ đăng nhập. Chúng ta login. Hiện tại có rất nhiều các cái chương trình để chúng ta có thể tham khảo trong Bluebell Asia. Có rất nhiều các cái chương trình thưởng, các vấn đề về ISO, các vấn đề tổng quan thị trường chúng ta có thể nghiên cứu. Tuy nhiên hôm nay David gửi đến cho mọi người cách để chúng ta có thể mua Bitcoin vào trong ví của chúng ta. Chúng ta đăng nhập. Sau khi chúng ta đăng nhập MyPage thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta đăng nhập, sau đó tìm hiểu về giao dịch. Có hai dạng giao dịch bằng mua chữ, mua cất đi, và dạng giao dịch thứ hai là nạp tiền vào để chúng ta có thể giao dịch margin đánh xuống. Nếu trong trường hợp đoán giá xuống chúng ta sẽ gia tăng về Bitcoin, đánh lên nếu chúng ta mua nó tăng giá thì chúng ta sẽ gia tăng Bitcoin. Hãy nhớ rằng thiết lập cái authentication để chúng ta bảo mật cái ví của chúng ta tốt hơn. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải
thực hiện theo các bước mô hình nạp tiền mua Bitcoin, sau đó nạp vào Bluebell mà chúng ta dùng Bluebell luôn. Ví dụ bây giờ chúng ta cần mua 2 Bitcoin hay là mua 1 Bitcoin, chúng ta sẽ ấn vào Buy Now, chúng ta sẽ phải mất 205.700.154 đồng. Sau khi chúng ta ấn vào Buy Now, login xong, lập tức là gì chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc nộp tiền vào trong một cái tài khoản Techcombank để chúng ta có thể nhận được mọi cái thông tin rất là bảo mật. Thứ hai nữa, đội ngũ support rất là nhiệt tình. Thứ ba nữa là gì các hệ thống Bankwise Transfer chấp nhận rất là tốt. Ngoài ra có Invite Friend, Earn Money, tức là gì cái tỷ lệ giới thiệu, cái này là, gọi là link affiliate chúng ta cũng có. Trong đây nó sẽ có chia ra làm hai dạng, dạng là margin trade, tức là gì chúng ta nạp tiền vào chúng ta có thể giao dịch đánh theo tỷ lệ Việt Nam đồng. Ví dụ hiện tại chúng ta đang có cái tỷ lệ ở đây là tỷ lệ Bitcoin đấu với Việt Nam đồng, Ether Việt Nam đồng, Litecoin Việt Nam đồng, BAB Việt Nam đồng, XRP Việt Nam đồng, ETC Việt Nam đồng. Nếu chúng ta đoán lên, chúng ta ấn vào mua, chúng ta sẽ order now, là chúng ta sẽ mua, là lên chúng ta sẽ có Bitcoin, lên chúng ta sẽ có ETC. Tổng hợp toàn bộ tất cả cái này nó quy ra Bitcoin hết, cho nên là gì chúng ta sẽ có cái việc đánh lên hay đánh xuống bằng margin. Trường hợp thứ hai, chúng ta mua chữ là chúng ta sẽ mua bằng Việt Nam đồng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân tiền, tức là quỹ, chúng ta chuyển quỹ vào. Và từ đây chúng ta lập cái lệnh và chúng ta sẽ nạp vào dựa trên cái vấn đề là tài khoản trong nước để chúng ta mua cho nó an toàn. Thứ hai, chúng ta không phải trải qua rất nhiều các cái công đoạn để chúng ta xác nhận. Do vậy chúng ta trực tiếp mua, có thể mua ở trong Bluebell.asia. Đó. Trong đây chúng ta có cái tỷ lệ General Account, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy. Thứ hai nữa, chúng ta deposit, đúng không ạ? Ví dụ như là 20 triệu chúng ta cũng có thể để deposit vào đây. Bankwise, đó, chúng ta có thể nộp vào Techcombank. Hiện tại thì Bluebell đang để ở Techcombank Hà Thành. Sau đó chúng ta ấn Next, tài khoản hưởng Lê Thị Tuyết Trinh. Rồi ấn Next, lập tức là gì chúng ta sẽ nạp tiền vào, lập tức là Bluebell ghi nhận. Sau khi chúng ta nạp tiền vào, lập tức chúng ta mua Bitcoin ở cái giá hiện tại chúng ta sẽ có ở ví của chúng ta. Chúng ta nạp rút và dựa trên các yếu tố và điền đầy đủ các thông tin. Thế thì Bluebell hiện tại đang phát triển một cách rất là chắc chắn với rất là nhiều các đồng coin, ví dụ ETH, LTC, MGC, SEN, COL, ETC, rất nhiều. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách để chúng ta gia tăng Bitcoin bằng cách là, một là mua chữ, hai là chúng ta có cái margin. Và cái tỷ lệ margin ở đây chúng ta có thể xem xét ở các cái con sóng trong TradingView hoặc Investing. Ví dụ chúng ta vào Investing, chúng ta có thể nhìn thấy tiền điện tử, tất cả các loại tiền điện tử. Chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ của Bitcoin. Hiện tại là 8.762 đô la. Chúng ta nhìn ấn vào mục biểu đồ, chúng ta cũng có thể theo dõi và xem xét rất nhiều các cái con sóng của nó. Và khi chúng ta load cái con sóng này, chúng ta áp dụng các cái biểu đồ phân tích kỹ thuật, ví dụ như là Bollinger Band, Bollinger Band, rồi Ichimoku, Ichimoku, và chúng ta để biểu đồ hình nến, chúng ta theo dõi ở các cái cột ước lượng nó rơi vào một ngày hoặc là một giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy các tỷ lệ các con sóng nó tăng giá như thế nào và các mức cản 64, 68, 71, 76, 77, 81, 94 và 9090 hiện tại đang mức cản cứng của thị trường tự đánh giá. Từ cái việc này chúng ta bắt đầu nhìn thấy các mức cản của nó. Sau đó chúng ta theo dõi. Tiếp tục chúng ta theo dõi để chúng ta có thể đưa ra và đánh giá được những cái phán quyết của các con sóng này. Thì trên đây là cái tính toán và đưa ra các cái cách để chúng ta vận hành Bluebell.
Đối với những nhân viên hoặc là những nhà đầu tư, chúng ta đăng ký tài khoản ở Bluebell, sắp tới chương trình của Bluebell rất là tốt. Ngoài ra chúng ta có thể giao dịch dựa trên việc mua chữ hoặc là đánh margin trade để gia tăng được cái số Bitcoin của chúng ta. Trước đây ICO Market chúng ta đã đóng cửa và BBEX đã thành công rất là lớn tại thị trường Nhật Bản và thị trường Hàn Quốc. Và sắp tới sẽ có những cuộc hội thảo rất là tốt về Bluebell. Hiện tại chúng ta tập trung vào margin trade và exchange, chúng ta mua chữ. Vậy những người hỏi tôi rằng là làm thế nào để mua Bitcoin thì chúng ta có thể yên tâm tập trung vào Bluebell.asia để chúng ta có thể mua chữ được. Và mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể liên lạc Zalo 0987732228. David sẽ trả lời tất cả mọi người và đưa ra các giải pháp về đầu tư. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.